Sáng 13 tháng 11, lớp đào tạo trọng tài VAR khóa 2 giai đoạn 2 được khai mạc tại phòng họp số 2 Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khóa học này được giảng dạy bởi 4 giảng viên Việt Nam, gồm ông Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Võ Quang Vinh, phó trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Võ Minh Trí, ông Phạm Mạnh Long. Giảng viên FIFA là ông Tamerdori Abdisalam sẽ có mặt đào tạo trực tiếp cho các trọng tài Việt Nam từ ngày 14 tháng 11. Tại khóa học lần này, các trọng tài trợ lý trọng tài sẽ tiếp tục làm quen với công nghệ VAR tại phòng lab. Toàn bộ thời gian tại lớp học, các học viên sẽ có những bước đầu làm quen với hệ thống VAR và hoàn thành hai bước 2A và 2B trong chương trình học 3 bước theo tiêu chuẩn của FIFA. Cụ thể, tại bước 2A, các học viên sẽ làm quen với công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng. Bước 2B, đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR ở mức độ 1 với các tình huống đơn giản dài từ 3 đến 5 phút. Đây là giai đoạn chiếm phần lớn thời gian trong 10 ngày đào tạo. Các khóa học đều giống nhau về chương trình, nội dung, các bước đi thì giống nhau. Và FIFA vẫn là những người đào tạo chúng ta. Cho nên ngay từ đầu FIFA cũng đã cử giảng viên sang và các bước đều có giảng viên FIFA theo chúng ta, để họ là những người theo dõi và cấp bằng cho chúng ta, cho nên họ sẽ theo dõi chúng ta từ đầu tới cuối. Cái VAR thực sự nếu mà nhìn thì nó rất đơn giản nhưng mà nó cực kỳ là khó khăn. Thì với tất cả các anh em, đặc biệt là các anh trọng tài và cả các kỹ thuật viên thì cũng sẽ cố gắng hết sức, đặc biệt là với những cái ngày chúng ta được đào tạo, được học tập trên lớp thì cũng sẽ cố gắng để làm sao không để mà mất cái thời gian nó uổng phí. Chúng ta đi học mà sẽ phải cố gắng hết sức để được cái hiệu quả tốt nhất. Trước đó ở khóa đào tạo đợt 1, Việt Nam đã có 18 trọng tài và trợ lý trọng tài hoàn thành khóa đào tạo VAR được FIFA cấp chứng chỉ. Công ty VPF với nguồn vận động tài trợ đã trang bị 2 xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA và đưa vào áp dụng tại các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia từ cuối mùa giải 2023. Lớp đào tạo trọng tài VAR khóa 2 được tổ chức với mục tiêu chuẩn bị đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng nhân sự để hướng tới mục tiêu tất cả các trận đấu tại giải vô địch quốc gia sẽ được áp dụng VAR sau khi có thêm 2 xe VAR do FIFA tài trợ về Việt Nam. Trong tương lai, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty VPF sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp đào tạo trọng tài VAR để có thể phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ VAR, nâng cao chất lượng cho các giải đấu.